Mến chào quý khán thính giả thân yêu của bản tin 24 giờ. Rất vui khi chúng ta lại được gặp nhau trong thời lượng của bản tin. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến cho quý vị khán giả những thông tin mới nhất, hấp dẫn nhất về tình hình an ninh, chính trị, xã hội diễn ra trong 24 giờ qua. Sau đây là những tin chính có trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu dông, lốc, gió giật mạnh và mưa đá trong nhiều ngày. Trong đó, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lớn gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống sông Lam như một cơn sóng thần, phá hủy các con đường và làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ. Vô số phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo màu vàng về thời tiết đối lưu gay gắt Nội Mông, Hắc Long Giang, Liêu Ninh, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Huy Tô, Hồ Bắc, Hà Nam sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn. Ở các vùng của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và bờ biển phía đông nam của Quảng Tây sẽ có mưa lớn kèm theo dông và gió giật mạnh. Trong số đó, các khu vực phía đông nam Nội Mông, miền Trung và miền Tây Liêu Ninh, miền Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, miền Bắc và miền đông của Hà Nam và miền Bắc Giang Tô sẽ có mưa đá, dông bão và gió giật cấp 8 đến cấp 10, có nơi giật trên cấp 11. Bắc Kinh, tâm điểm của dông bão và gió mạnh, đã đưa ra 6 cảnh báo liên tiếp vào hôm vừa qua, bao gồm cảnh báo mưa bão màu vàng do Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh ban hành, cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất và rủi ro khí tượng do đồng phát hành các bộ phận liên quan của Bắc Kinh và một cảnh báo lũ màu vàng do Trạm Thủy văn Trung ương Trung Quốc đưa ra. Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 3 và Cục Thủy lợi Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo rủi ro ngập úng đô thị. Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đã đưa ra tín hiệu cảnh báo sét màu vàng theo báo cáo tài chính và kinh tế của CCTV. Bắc Kinh sẽ có mưa to và mưa rất to, có thể gây ra thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất ở vùng núi như khu vực thành phố dễ bị ngập nước. Theo báo Doanh nhân Thế kỷ 21 cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng đã hủy 711 chuyến bay, 88 chuyến bay khác bị hủy trước và 329 chuyến bay bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng từ tối hôm qua, tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa và thương mại ngoài trời sẽ bị đình chỉ. Vào ngày hôm qua, các hoạt động trở lại, trường học của các trường tiểu học, trung học, cơ sở mẫu giáo sẽ bị đình chỉ. Các trường cao đẳng đại học sẽ ngừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập và thực tập ngoài trời cho giáo viên và học sinh. Không chỉ Bắc Kinh đặt trong tình trạng báo động mưa bão, mà hôm vừa qua, mưa lớn đổ xuống thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam khiến cho các con sông ở khu vực miền núi phía Bắc dâng cao gây lũ quét. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng dự báo thảm họa địa chất có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây và Bắc của Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân và Đông Bắc Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Nam, Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên và Đông Bắc Trùng Khánh. Theo truyền thông Tứ Xuyên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Tứ Xuyên, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra và gần 600.000 người ở Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung, Quảng Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Tứ Xuyên đã đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng từ đầu tiên kể từ khi mùa lũ bắt đầu, trong đó tại thành phố Bắc Trung chịu thiệt hại nặng nề, mưa xối xả khiến nước ở lưu vực sông Ba và sông Tong dâng cao. Vào sáng sớm ngày hôm qua, thị trấn Cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương nằm ở hạ lưu hợp lưu của sông Tông He và sông Bạch Hà đã bị lũ lụt tấn công, khoảng 80% diện tích thành phố bị nhấn chìm, khoảng 8.000 điểm cư dân nằm trong vùng trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp. Nhiều thị trấn ở thành phố Ba Trung bị mất điện. Các video trực tuyến cho thấy ít nhất 100 chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi trong đợt mưa lớn. 20 trạm của 16 con sông, bao gồm dòng chính của sông Khúc Giang và các nhánh của nó, sông Đồng Giang và sông Liễu Giang đã trải qua lũ lụt ở mức siêu cảnh báo và 11 trạm của 10 con sông trải qua mức nước siêu đảm lũ khẩn cấp. Trong 3 ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên đến Bắc Trung Quốc sẽ hứng chịu lượng mưa lớn nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Nam Cương Câu, núi Vô Đài, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây và những dòng nước lũ từ núi đổ xuống mang theo những dòng chảy mảnh vụn. Ít nhất 11 người chết và 3 người bị thương. Vào tối hôm qua, một nam du khách đã gặp phải một trận lở đất. Đứa trẻ bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài, may mắn được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ giải cứu. Đoạn video cho thấy, tại thành phố Vũ An, tỉnh Hà Bắc, đường phố ngập trong mưa lớn, các phương tiện bị dòng nước lũ cuốn trôi và chen chúc nhau. Mọi người ôm cây để cứu tự cứu mình, một số người mất tích. Hiện tại, dữ liệu thảm họa ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc vẫn đang được tổng hợp. Mưa xối xả ở Thái Nguyên vẫn tiếp diễn mà không có dấu hiệu giảm bớt.
một số khu dân cư bị cắt điện do ngập lụt. Vào ngày thứ Bảy, nhiều đoạn đường bị ngập nặng, địa hình tại ngã tư Bình Dương của đường Vành Đai giữa Nam Thái Nguyên thấp, nước trên cầu sẽ rút hết nên dễ gãy ra, tích nước. Một số dân mạng cho biết mực nước sâu nhất tại ngã tư Bình Dương trên đường Vành Đai Nam Trung Bộ đã lên đến thắt lưng. Các thành phố Hàm Đan, Đình Đài và Thạch Gia Trang ở phía Nam Hà Bắc nhiều nơi bị ngập úng nghiêm trọng, có nơi nước ngập đến thắt lưng, giao thông gần như tê liệt. Theo dự báo của Cục Khí tượng, từ ngày hôm nay đến cuối tuần, lượng mưa ở phía Đông Thừa Đức, Đường Sơn, Tần Hoàng Đạo, Đông Bảo Định, Tây Thạch Gia Trang, Lang Phường, Thương Châu, Hành Thủy có thể đạt 30-100mm, trong đó phía Nam Thừa Đức, phía Bắc Đường Sơn, Tần Hoàng Đạo, lượng mưa ở phía Bắc Lang Phường có thể đạt 80-150mm, có nơi trên 150mm. Mưa xối xả nhiều ngày ở tỉnh Hà Bắc khiến hầu hết các hồ chứa đạt mức cảnh báo. 18 hồ chứa phải nâng cửa xả, 3 trong số các hồ chứa vượt giới hạn. Trong số đó, mực nước hồ chứa Chu Trang là 229,05m, cao hơn giới hạn là 11,74m. Mực nước của hồ chứa Lâm Thành là 125,44m, cao hơn giới hạn lũ 5,33m. Mực nước hồ chứa Hoàng Bích Trang là 117,34m, cao hơn 2,34m so với mức giới hạn. Hôm thứ Bảy, lũ lụt tràn qua các ngôi làng ở Hà Nam. Đầu tháng này, Cơ quan Khí tượng Quốc gia đã đưa ra một sơ đồ về tình hình thiên tai ở các khu vực khác nhau và tình hình thiên tai lan rộng khắp Trung Quốc. Thưa quý vị, mưa lớn và xả lũ từ các hồ chứa đã gây ra lũ lụt lớn ở phía Nam đất liền. Lũ dâng cao, trong số đó Hồ Bà Dương, hồ nước ngọt lớn nhất quốc thuộc tỉnh Giang Tây, là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, sẽ hứng chịu một trận lũ lụt thảm khốc. Cục Phòng chống lũ lụt tỉnh Giang Tây đã thông báo rằng kể từ tháng này, miền Bắc Giang Tây và miền Trung, miền Bắc Giang Tây đã nhiều lần hứng chịu mưa lớn hoặc mưa cực lớn, lượng mưa gấp 4 lần so với mức trung bình cùng kỳ của nhiều khu vực, đứng đầu trong 60 năm qua. Kể từ đầu tháng này, đã có mưa lớn và mưa lớn ở phía Bắc Giang Tây gây ra lũ lụt và lũ siêu cảnh báo ở sông Diêu Hà, sông Tân Cương, sông Tú Hà và hồ Pô Giang. Hiện tại, mực nước đoạn Cửu Giang của sông Dương Tử và trạm hồ khẩu của hồ Bà Dương đã vượt quá 21,5m và còn tiếp tục tăng. Vào hồi 10 giờ sáng nay, tỉnh Giang Tây đã phát động ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ cấp 2. Theo số liệu chính thức, tính đến ngày hôm nay, 4.732 triệu người tại 96 huyện, quận và thành phố ở Giang Tây đã bị ảnh hưởng bởi thiên tai, với thiệt hại kinh tế trực tiếp là 5,64 tỷ nhân dân tệ. Hồ Pô Giang, hồ nước ngọt lớn ở Trung Quốc, sẽ trải qua một trận lũ thảm khốc. Ngoài ra, Trùng Khánh, Hồ Nam và những nơi khác cũng đang đối mặt với nguy hiểm. Theo báo cáo của Rinet vào hôm qua, bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, danh lam thắng cảnh Bách Tử Châu ở Hồ Nam sẽ đóng cửa vào lúc 2 giờ chiều và khôi phục sẽ được thông báo sau. Tính đến ngày hôm nay, mực nước đoạn Trường Sa trên sông Tương Giang đã đạt 35,95m, chỉ còn cách mực nước cảnh báo 0,05m. Thưa quý vị, dự án Tam Hiệp trên sông Sư Tử được khởi xướng dưới thời Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong thời gian xây dựng đã nhấn chìm 129 thành phố và thị trấn, khiến người dân nghi ngờ so với triết lý chống trời chống đất của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Văn hóa truyền thống Trung Quốc có công trong việc xây dựng bảo tồn đất nước. Đô Giang Yển ở Tứ Xuyên là một minh chứng rõ ràng. Vào năm 256 trước Công Nguyên, trong thời Chiến Quốc, Lưu Bang, thứ trưởng của Sukerti trong thời Chiến Quốc và con trai của ông là Li Elang đã tổ chức người dân Pahu cải tạo sông núi, xây dựng các dự án bảo tồn nước và thành lập thế giới. Đô Giang Yển nổi tiếng khiến đồng bằng thành đô trở thành vùng đất trù phú, nơi hạn hán theo người, không biết đói kém. Đô Giang Yển do Lý Băng và con trai xây dựng trong khoảng 1.500 năm mãi đến thời nhà Nguyên mới sụp đổ và bị phá hủy. Sau khi trùng tu vẫn được sử dụng cho đến ngày hôm nay, lý do chính khiến Đô Giang Yển vẫn tiếp tục hoạt động bình thường qua các thời đại là vì thứ mà Lý Băng và con trai xây dựng không phải là một con đập ngăn sông mà là một hồ chứa nằm bên sông. Hồ chứa Ly Chao phù hợp với những thay đổi tự nhiên của dòng sông mà không làm thay đổi hệ sinh thái của dòng sông. Nhưng nó chỉ có thể ngăn dòng sông Mân Giang chảy vào khi nước đục và chỉ chuyển nước khi trời trong, do đó giảm tác hại của phù sa đối với đập. Dự án bảo tồn nước Đô Giang Yển đã giải quyết các vấn đề về chuyển hướng nước sông tự động, xả trầm tích tự động, thoát nước tự động và chuyển hướng theo các tuân thủ quy luật của tự nhiên. Đô Giang Yển là cội nguồn của sự thịnh vượng trong vùng đất trù phú và nó vẫn đóng vai trò có thể thay thế trong việc tưới tiêu cho hơn 10 triệu mẫu đất màu mỡ. Trong sử ký, Huê Cú Su Tư Mã Thiên đã ghi lại Li Bang
vị quan địa phương đã lập ra công lớn ở Đô Giang Yển, nhưng ông chỉ viết Chu Xu Binh chứ không ghi họ của mình. Họ của chuyên gia bảo tồn nước này đã được thêm vào sau khi Ban Gu viết Han Su để tưởng nhớ Li Bang và con trai của ông, người dân Ba Su, hàng năm tổ chức một buổi lễ hiến tế khi họ xả nước ở Đô Giang Yển. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin về tình hình lũ lụt tại Trung Quốc trên bản tin 24 giờ. Để cập nhật và theo dõi những thông tin thời sự quốc tế mới nhất cũng như là các thông tin quan trọng về tình hình Biển Đông trong khu vực, xin mời quý vị đừng quên ấn like, share và đăng ký kênh trên kênh bản tin 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi đóng góp của quý vị và các bạn hãy gửi về cho chúng tôi để chúng tôi có thể kịp thời bổ đáp giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay, hãy nhấn like và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo của ban biên tập chúng tôi nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.